Bạn thì đây là chiếc iPhone 15 Pro Max đó, thì bản này đang là iPhone 15 Pro Max là sản xuất năm 2023 đây. Thì máy này hiện tại đang là nguyên siêu, siêu trước và siêu trên, có tem của đây, tem Apple đây, teo ha, còn nguyên nè đó. Thì hàng này đang là nhà phân phối của FPT nè, thấy không đó. Thì đối với trường hợp máy như thế này thì đây có mã QR đây. Rồi ngoài ra như là thông tin nè, đó có về sơ Cyrano nè, nó một hai mà email trên đây ha, hai cái. Thì hôm nay là mình sẽ khui hộp iPhone 15 Pro Max phiên bản là coi như là Titan 256 GB. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ cùng xem ha, trong bên trong có gì trên đây ha. Đó, trước tiên lập hộp thì mình sẽ để đây. Rồi đó, bây giờ sẽ xé siêu nha. Đó, xé siêu, một siêu. Rồi bên đây nữa, đây một siêu nữa. Đây là siêu siêu của Apple nha. Rồi ngoài ra đây là có hai cái tem dán trên đây, giờ phải cắt ra mới được. Để mình lấy dao cắt ra. Lấy dao cắt. Đây. Dao. Dao nào cũng được hết. Đối với một chiếc iPhone 15 Pro Max này nè, thì đây phiên bản Titan là mẫu mới hiện tại ha. Thì máy này là máy VN VN đây ha, đó Titanium ha. Rồi bây giờ là sẽ cắt siêu, cắt tem nè đó. Rồi một bên, hai bên. Rồi sau khi đó thì giờ mình sẽ khui ra, khui ra đó. Đây giờ nhấc ra nè. Rồi đây là phía bên trong. Thì trước khi mà phía bên trong thì khi mà khui hộp á, thì mình muốn coi như là kiểm tra lại trên đây, coi là có xước có gì trên đây không. Nếu như trong quá trình mà khui hộp mà có xước thì nhà phân phối sẽ được đổi trả trên đây ha, đổi lại nha. Rồi đó là về cạnh ba camera trước nè, đang rất là đẹp, thấy không, không có một tì vết gì hết, mít khá là ok. Viền đây, cái viền này được coi là nổi trội của iPhone 15 Pro Max nè, mới có thôi đó. Các nút này nè, các nút này là khác của so với 13 và 14, thì nút này được, đây là hợp kim nha, khung hợp kim titan đây, xung quanh đây. Và cái là chúng ta nhìn thấy là cái điểm khác của bên bản iPhone 14 Pro Max là USB-C. Đây sạc C, đây sạc chuẩn C nè, chúng ta thấy không, đây là sạc chuẩn C ha, cũng có mở màn hình bằng hai con ốc phía dưới màn loa như thế này đây đó. Mời cả nhà xem đây, thấy chưa, đây nữa nè, các nút đây, đây là vị trí gắn về sim. Sim bây giờ mình sẽ gắn sim vào và ACTi luôn. Đó, ACTi luôn ha, để mời các bạn xem. Đó là về cái máy nè. Rồi trên về màn hình. Màn hình bây giờ là sẽ xé siêu ra nè. Xé siêu ra. Đó, đẹp keng luôn. Các bạn thấy không? Đây là mẫu iPhone 15 Pro Max nè, không tì vết nè. Mới 100%. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái ốp mình cho vào luôn để tránh trường hợp về chày xước trên đây. Rồi bây giờ sẽ gắn sim nè, sim đây. Thì đối với dòng này thì hiện tại là đang có cũng là sim giống như bình thường. Đây là phiên bản Việt Nam thì có xe sim nha. Nó có khả năng về kháng nước nè, chúng ta nhìn thấy trên đây ha, khả năng kháng nước trên đây nè, có ron nè và có email. Trên đây là phiên bản 15 Pro Max thì không thấy email trên đây ha. Đó. Rồi, bây giờ sim. Sim này là đang có, nếu như chúng ta kích hoạt chúng ta có một cái sim 4G luôn tích hợp trên đây. Đây mình gắn sim vô ha. Đó. Một e sim nữa. Rồi. Xong. Bây giờ lấy một cái ốp. Trong quá trình chúng ta kích hoạt chúng ta có thể kiểm tra lại trên đó. Đây mình sẽ lột siêu ra. Đây, một cái ốp đây. Màu titan thì các bạn sẽ lựa chọn màu xám như này sẽ rất là đẹp, thấy không? Rồi bây giờ đây là vẫn là một cái máy mới, được coi là 99% nè,
đó, không còn là 100% nữa. Lý do là đã khui họp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi bên trong có gì trên đây ha. Đây là sẽ có một khe sim nè, cây dọc sim đây, cũng giống như những cái thông thường, có hình quả táo. Rồi tiếp tục, đây là về danh sạc. Sạc của đời iPhone 15 Pro Max thì sử dụng bằng sạc USB-C, dây bằng dây dù, thiết kế bằng dây dù ha. Đây thì các bạn nhìn thấy trên đây là chân sạc nè, đó, chân sạc trên đây ha. Cái này là chúng ta nhìn thấy là chân nè, hai chân của nó đây, thấy chưa? Đó thì lúc này chân sạc đây là chân sạc của bằng USB-C nha. Đây là tiêu chuẩn của châu Âu, coi như là thị trường châu Âu á, thì yêu cầu những cái chuẩn như thế này. Và sau đó là coi như là tất cả những cái một cái đó. Đây là nó rất là tiện lợi nè. Đó, đây là một cái hệ sinh thái của Apple nè, dùng bằng là chuẩn C nè, và cắm vào trên C nè, như thế này, thấy không? Đây là cắm vào sạc nè. Thì thưa các bạn, đối với dòng máy như thế này, bây giờ đây là bật lên nè, nó sẽ được kích hoạt nè. Lúc này máy vẫn đang là mới chăm, được mới, chưa kích hoạt. Bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt thử, để mời cả nhà chúng ta xem. Quá trình kích hoạt là sẽ được khởi động lên. Đây, các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ báo gì đây, màn hình đăng nhập nè, chọn tiếng Việt ha. Khi chúng ta có sóng rồi, nó sẽ qua cái phần kích hoạt này lên, nó sẽ coi như là bắt đầu thời gian mà chúng ta sử dụng một cái máy mới. Đây, giao diện này các bạn có thể chọn những cái giao diện nào, màu tối nè, màu sáng nè. Đây mình chọn sáng sơ, sáng như này đây. Đây là bắt đầu nhanh. Thì nếu các bạn muốn chuyển dữ liệu từ cái iPhone cũ sang một iPhone mới, chúng ta có chuyển từ đây trên đây ha. Đây thưa các bạn, bây giờ mình sẽ bật lên nè, và bây giờ mình để hai cái máy điện thoại sát nhau nè. Đây ha, máy có ốp và mình để sát nhau đây. Thì lúc này là mình sẽ coi như là mình chuyển dữ liệu từ iPhone cũ, gọi là iPhone 13 Pro Max sang 14 Pro Max nè, mình để sát lại với nhau nè. Đó, tiếp tục ha. Rồi thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ quét cái mã trên đây ra nè. Đó, thấy chưa? Chúng ta quét từ bên đây, từ máy cũ sang máy mới. Thì lúc này là có nghĩa là hai máy được chứng thực. Rồi, chúng ta sẽ nhập mật khẩu của máy trên đây. Mật khẩu máy, đây là mật khẩu của cái máy điện thoại cũ. Đó, lúc đầu là coi như là nó đang cài đặt nè, chiếc iPhone nè. Đây, bây giờ đây là về Wi-Fi. Wi-Fi thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, chúng ta sẽ chọn nè những cái bản Wi-Fi. Ví dụ chúng ta chọn là Wi-Fi nào nó được 5G thì tốc độ chuyển dữ liệu nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta đã tiếp tục được iPhone thì bây giờ là coi như là máy nè, coi như chờ ít phút nè để nó kích hoạt lên. Thì nếu như một cái máy mới mà chúng ta kích hoạt lên thì bắt đầu thời gian mà cái thời hạn mà bảo hành nó sẽ được trừ lùi lại. Ví dụ giờ chúng ta được bảo hành là 365 ngày thì bắt đầu từ hôm nay là tính từ cái thời gian kích hoạt đó. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây nè, kêu là coi như là đợi ít phút nè để active ha, active cái rồi mình tiếp tục luôn. Face ID, chúng ta muốn setup Face ID cũng được, mà không được thì lát nữa chúng ta làm sau, được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của ID Apple ha, Apple ID. Tài khoản này để chúng ta chép hết toàn bộ những cái gì mà liên quan từ máy cũ qua máy mới. Đó, qua rồi đó. Rồi, đây là một cái tài khoản iCloud. Với điều kiện khi mà chuyển máy dữ liệu từ máy cũ sang máy mới thì chúng ta nhớ là chúng ta lưu ý là để sát lại với nhau. Chúng ta để sát lại nha. Và chúng ta nên chọn cái mạng 5G đi cho nó sẽ nhanh hơn. Đây, CD 5G nè. Đó, mình sẽ lựa chọn cái này cho nhanh lẹ hơn. Rồi tiếp tục nè. Rồi, tiếp tục.
Rồi đây là nó kêu là yêu cầu là cập nhập cái iPhone, cái tài khoản mình có tài khoản ngân hàng á, dùng tài khoản máy bay thì chúng ta kết nhập vào, không thì thôi chúng ta bỏ đi. Rồi tiếp tục. Rồi lúc này là coi như là đợi ha, đang tra đang chuyển với transfer qua. Đó thì thời gian nếu mà chuyển qua sẽ tùy thuộc vào cái dung lượng của bên đây nhiều hay ít, nếu như nhiều thì nó sẽ lâu hơn, còn ít thì nó sẽ nhanh hơn. Thời gian đang chuyển đây là 12 phút nè, 14 phút nè, đó, 18 phút nè, sao đang lên nè, tăng lên nè, 21 phút. Đây, đây là đang là thời gian chuyển dữ liệu qua nè, đó, thì chúng ta sẽ chờ đợi và để hai máy sát với nhau để coi dữ liệu nó sẽ chuyển qua. Mời cả nhà chúng ta sẽ xem ha. Đó, trên đây. Đây là quá trình đang chuyển iPhone ha. Thì nếu như chúng ta đợi khoảng chừng 18 phút là coi như tất cả dữ liệu nó sẽ được xong. Và bên iPhone cũ sẽ cảnh báo là cái này có xóa hay không. Nếu như xóa chúng ta chấp nhận là chúng ta xóa thì toàn bộ dữ liệu trên iPhone cũ sẽ mất đi hết. Đó, còn nếu không xóa thì chúng ta để im trên đây ha. Rồi, clip ở đây mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào nha.